Hi, xin chào các bạn, lại là Lâm đây. Thời kênh Cuộc Sống Miền Tây là vẫn là tiếp tục, vẫn là mình. Và mình là người vẫn phải quay review và vừa trên tay, vừa ship hàng, vừa báo giá vân vân. Thì Lâm cũng sẽ tranh thủ hết tất cả có thể thời gian để mà quay video clip cho các bạn. Mặc dù Lâm chưa chọn được cái background nào phù hợp, bởi vì quán cà phê nó hơi âm sầm, thì các bạn chịu khó nghe giùm mình ha. Thì ngày hôm nay Lâm xin giới thiệu với các bạn một mẫu nước hoa của nhà Dior. Đấy chính là Dior Poison, Dior Poison Girls. Đây là hộp tester của nó hay các bạn, đây là hộp tester thôi. Thì phiên bản Dior này thì lắm người sẽ nhầm lẫn, bởi vì phiên bản này nó đến gần như là 6 phiên bản là kể sơ sơ thì nó có phiên bản là Poison Girl nè, Hypno nè, rồi phiên bản Elder Perfume nè, rồi phiên bản màu đen nữa, mà màu xanh lá cây nữa, vân vân và vân vân, tới 6 phiên bản lận. Thì phiên bản trong tất cả các phiên bản đó thì đây là phiên bản trẻ trung nhất, đây là phiên bản Poison Girl, phiên bản Elder Toilette nha các bạn. Nó còn có một cái phiên bản chị em với nó là phiên bản Elder Perfume nữa, nhưng mà nó quá nồng và quá đậm đặc, cho nên là Lâm không chọn lấy review mà Lâm chọn với phiên bản Elder Toilette thì nó sẽ nhẹ nhàng mà trẻ trung hơn, với lại cái độ tỏa của nó sẽ tốt hơn, mặc dù là cái độ bám của nó không bằng Elder Perfume, nhưng mà độ tỏa của nó thì sẽ vượt trội hơn so với phiên bản Elder Perfume. Thì hai chai này giống nhau thì không bỏ một chai lại. Thì cái chai này là chai với dung tích là 100ml nha, trong một cái chai nhỏ gọn như thế này thôi, chúng ta không nghĩ là nó 100ml. Có một số chai 100ml hoặc là một số chai như 80ml, chẳng hạn là chiếc guốc đi, nó cao, nó bự vậy ha. Còn cái chai này chỉ có 100ml thì nó nằm gọn như thế này, nằm trong lòng bàn tay ha. Điều này rất là khó làm nha các bạn, bởi vì để nhét đủ 100ml trong một cái diện tích nhỏ như vậy thì nhà thiết kế phải thiết kế như thế nào để cho một cái chai nó vừa vặn và nó vừa với một cái bà lòng bàn tay của một người phụ nữ, bởi vì đây là một cái dòng nước hoa dành cho nữ mà. Thì Lâm không, riêng bản thân mình thì không thích hoặc là không chuyên về làm những cái dòng phụ nữ, bởi vì bản thân mình không có sử dụng, cho nên là Lâm chỉ xài sơ qua thôi. Thì cảm nhận bản thân của mình lúc mà vừa mới xịt cái mẫu này á, thì nó hơi ngọt nhẹ và có một cái gì đó làm cho chúng ta phải lắc đầu khi mà nó quá ngọt đi các bạn. Để so sánh với Lancôme Hypno á, thì nó sẽ đỡ ngọt hơn. Còn nếu mà so với là Lancôme La Vie thì nó sẽ ngọt nồng hơn và làm chúng ta cảm giác như là nó quá ngọt và kiểu giống như là nó overdose, nó hơi gọi là một ly cà phê bỏ lắm đường vào trong đó thì nó không còn một cái vị là cà phê nữa, nó giống như vậy. Thì Dior Poison này có rất là nhiều người thích xài, bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta xịt nó ra thì chính vì cái độ ngọt nồng của nó vô tình nó sẽ làm cho cái độ lưu hương nó dài hơn. Bởi vì thường thì những cái dòng mà thanh mát thì nó sẽ không lưu hương tốt bằng những cái dòng mà nồng ấm. Nhưng mà đây không phải là dòng nồng ấm mà gọi là nồng mà ngọt, nhưng mà cũng có sự sang trọng bên đó. Nhưng mà theo nhà Poison đã, nhà Dior đã nói thì cái dòng này, Elder Toilette này, họ chú tâm để làm cho những cái cô gái trẻ của thế, cho những cái người mà cô gái trẻ, thanh niên và hiện đại, chứ không có dùng cho những cái người mà trung niên. Cho nên là Dior Poison này nó làm cho mình cảm thấy là nó thân thiện hơn, chứ không phải là một cái kiểu làm cho những cái quý cô hoặc là những cái người mà đã có lập gia đình rồi. Thì phiên bản Poison này Lâm nghĩ là thích hợp để là sử dụng trong những cái việc mà tiệc tùng, hoặc là ở ngoài trời được thôi, hoặc là hẹn hò được thôi, hoặc quán cà phê thôi. Còn nếu mà các bạn đi làm mà các bạn sử dụng mẫu này đó, thì nó có vẻ là cần phải cân nhắc lại, bởi vì có thể là làm cho mọi người xung quanh hơi khó chịu một chút. Nếu mà chúng ta xịt ít thì họa mai là nó sẽ được các bạn. Thì đương nhiên là giống như Lâm nói thì Dior Poison này khá là nổi tiếng về độ lưu hương của nó. Còn về cái sức hấp dẫn của nó thì đối với mình thì nó hơi ngọt và nó hơi bị gọi là nồng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Nếu các bạn có quan tâm đến sản phẩm này thì có thể liên hệ với mình qua hotline 0939 010 4325 để bên dưới. Thì cái phiên bản Dior Poison Girl này hiện tại trên thị trường khá là hiếm hàng, nha các bạn, chứ không phải là phiên bản này là lúc nào cũng có đâu. Cũng nếu mà các bạn liên hệ với mình sớm thì có thể là còn. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Mong là các bạn sẽ like và subscribe cho kênh của mình. Trong tương lai Lâm sẽ quay video clip tiếp tục để chia sẻ với tất cả các bạn. Rồi, chào các bạn.